Những người thực hiện chương trình 365 ngày chuyển động xin kính chào quý khán giả và bà con. Thúy Vy và Xuân Long sẽ đồng hành cùng với quý khán giả và bà con trong chương trình ngày hôm nay và mang đến nhiều mô hình nông nghiệp mới đáng chú ý trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con cũng đừng quên có thể xem lại các chương trình đã phát sóng tại trang thông tin điện tử lamdongtv.vn và kênh YouTube Lâm Đồng TV. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý sau đây. Cá leo, loài cá da trơn được nông dân Bảo Lộc nuôi thử nghiệm thành công. Chia sẻ từ một nhà nông nuôi loài cá này. Hiệu quả từ mô hình trồng rau bào khai trên đất dốc ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Nhiều loài nông sản ở các tỉnh phía Bắc cần được giải cứu để giúp bà con nông dân giảm bớt thua lỗ, tiếp tục tái đầu tư sản xuất. Về Bảo Lâm, thăm các vườn bơ cho trái trái vụ. Thưa quý vị khán giả và bà con, khi nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng, người nông dân cũng sẽ tiếp cận và thử nghiệm nhiều giống cây trồng và vật nuôi mới để từng bước áp dụng và nhân rộng. Theo thông tin từ Trung tâm Khuyến nông tại Lâm Đồng, đơn vị này đã triển khai nhiều mô hình nuôi cá nước ngọt giống mới. Vâng ạ, đúng vậy anh Xuân Long, và trong đó thì phải kể đến các loại như là cá chài, cá ếch mọi hay cá leo. Trong số các giống cá nước ngọt giống mới thì bà con nông dân hiện nay khá quan tâm đến cá leo, một loại cá da trơn đang được nuôi thử nghiệm thành công tại thành phố Bảo Lộc. Ghi nhận của chúng tôi tại hộ anh Trần Hữu Tự ở xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc ngay sau đây sẽ giúp cho bà con và quý khán giả có cái nhìn rõ nét hơn về giống cá này. Anh Trần Hữu Tự chuyên nuôi cá rô phi trên 3 hồ có diện tích mặt nước hơn 2 hectare với sản lượng trên dưới 10 tấn cá một năm. Sau khi được tuyên truyền và hỗ trợ 2.000 con giống cá leo, một loài cá da trơn, anh Tự đã nuôi thử nghiệm giống cá mới này trong một hồ riêng biệt từ tháng 6 năm 2020. Đặc biệt loài cá này là ăn vào ban đêm, ban ngày nghỉ nên rất khó để bắt gặp được chúng. Theo chia sẻ của anh Tự, cá leo khi còn nhỏ thì ăn cám. Đến thời điểm này, cá to khoảng từ 1,2 đến 1,4 kg, bắt đầu ăn cá con. Cá leo nuôi đến khoảng 2 kg có thể xuất bán. Với đặc tính là loài cá da trơn sống dưới tầng đáy, có kích thước lớn nên khi thu hoạch phải xả hồ, kéo lưới. Hiện anh đang chăm sóc và chờ xuất bán đợt đầu tiên để xem phản ứng của thị trường, sau đó sẽ xem xét kế hoạch nuôi mở rộng, quy mô thương phẩm. Tiếp tục chuyến thăm các nông hộ với các loại cây trồng vật nuôi mới sẽ là điểm đến nào đây Thúy Vy? Vâng ạ, như anh Xuân Long cũng như quý khán giả đang nhìn thấy ở đây là rau bò khai. Và vườn rau này thì đang được canh tác bởi một nhà nông ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc trên một mảnh đất khá là dốc. Nói đến rau bò khai thì cũng không phải là mới nhưng cũng chưa hẳn là cũ. Loại rau rừng này không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một vị thuốc rất tốt. Tuy nhiên số lượng các nông hộ trồng rau bò khai thì không nhiều. Xuân Long cũng đã thử mua giống rau bò khai này về trồng và rau phát triển khá tốt và chỉ đủ để sử dụng trong gia đình. Hãy cùng xem việc trồng rau bò khai thương phẩm cần phải lưu ý điều gì để thành công nhé. Nhà nông Lại Thế Ái trồng rau bò khai cung cấp cho thị trường quanh năm trên diện tích 4,5 sào đất của gia đình. Bởi là loại rau ưa bóng nên ông Ái trồng rau bò khai xen dưới tán cây ăn trái. Đây là loại rau có giá ổn định ở mức 60.000 đồng một ký và chưa bao giờ lên hay xuống quá bất thường dù mùa mưa hay nắng. Ông Ái cho rằng rau bò khai khá khó trồng. Ngay từ đầu nếu bón phân hóa học thì 1/3 cây giống sẽ chết. Nhưng nếu đã trồng thành công, cây cho thu trên chục năm. Khi đọt ra 30cm thì bấm đọt liên tục để rau ra nhánh. Đa phần ông Ái dùng phân gà ủ hoai mục để bón vào vườn rau. Mỗi ngày chỉ cần tưới một lần nếu vào mùa khô, còn mùa mưa thì ít tưới hơn, rau cũng sẽ phát triển tốt hơn. Hiện mỗi tuần, ông Ái thu hoạch 20kg rau, thu về khoảng 20 triệu đồng trên diện tích một sào. Vâng, bên cạnh thử nghiệm giống cây trồng vật nuôi mới, vấn đề ổn định nguồn trứng giống tầm để phục vụ ngành sản xuất tơ lụa của địa phương cũng là điều trăn trở của các ngành chức năng và nông hộ đã gắn bó nhiều năm với nghề tầm tàng. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu trứng tầm từ Trung Quốc gặp khó khăn, khiến cho nông dân không đủ nguồn trứng giống tầm. Doanh nghiệp sản xuất tơ lụa cũng thiếu nguyên liệu đầu vào, đã đến lúc cần phải có phương án tối ưu hơn. Sở Công Thương Lâm Đồng vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chính thức đề nghị với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương về việc xem xét hỗ trợ kêu gọi tìm kiếm các nguồn cung, cũng như kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất trứng giống tầm nội địa. Các doanh nghiệp đề xuất tỉnh tạo nguồn trứng giống tầm ổn định tại tỉnh Lâm Đồng hoặc trong lãnh thổ Việt Nam. Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương Việt Nam đang phối hợp với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm các nguồn cung cũng như là các doanh nghiệp đủ khả năng đầu tư sản xuất trứng tầm giống để đáp ứng nhu cầu của ngành tơ tầm. Theo Sở Công Thương tỉnh, Lâm Đồng hiện có 9.100 hectare dâu,
nhu cầu trứng tầm giống xấp xỉ 286.000 hộp một năm, tăng khoảng 5% mỗi năm. Chuyển sang những thông tin nông nghiệp tại một số tỉnh thành khác trong cả nước. Thưa quý vị và bà con, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại thì câu chuyện giải cứu nông sản cho bà con nông dân đã trở thành một nghĩa cử cao đẹp và có sự chung tay của cả cộng đồng. Hiện nay thì hàng trăm hecta cà chua tại huyện Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định không thể tiêu thụ được. Cà chua chín đỏ rực rụng, song người dân cũng không buồn thu hoạch vì giá cả quá thấp. Sau đây là cập nhật thông tin chi tiết. Vườn cà chua rộng hơn 2 sào của bà Trịnh Thị Bích tại xóm 1, xã Nam Điền đang vào giai đoạn thu hoạch. Quả cà chua đã chín đỏ vườn, tuy nhiên hiện tại không có ai mua. Theo bà Bích, giá cà chua hiện chỉ còn 300 đồng một ký. Nếu hái đi bán thì cũng không được là bao mà còn mất công, nên bà bỏ mặc, sắp tới sẽ cắt gốc đổ đi. Người dân tại đây cho biết, trung bình một sào cà chua mỗi vụ sẽ cho thu hoạch từ 1,8 đến 2 tấn quả, với giá bán trung bình khoảng 8.000 đồng một ký. Mỗi sào người dân sẽ thu về trên dưới 20 triệu đồng. Còn với giá từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký, thì cây cà chua mang lại thu nhập rất cao. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá cà chua giảm, không có người thu mua. Hiện nhiều hộ mới chỉ bán được 1/3 vườn, thậm chí có hộ còn nguyên cả vườn cà chua. Huyện Nghĩa Hưng còn khoảng 480 hecta diện tích trồng cà chua. Hiện nay trên địa bàn vẫn còn khoảng 40% đến 50% diện tích cà chua đã chín nhưng không tiêu thụ được. Người trồng cà chua năm nay bị thiệt hại rất lớn. Tuy nhiều khó khăn nhưng nhiều hộ vẫn đang xuống giống trồng lứa cà chua mới, mầm xanh của những cây cà chua con cũng là kỳ vọng của người nông dân về dịch bệnh sớm qua, vụ mới sẽ được mùa và được giá. Cũng trong tình cảnh tương tự, dù đã đến thời điểm thu hoạch, giá rớt đáy, song hàng ngàn tấn bắp cải, su su và su hào của một số vùng chuyên canh rau màu của huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai của Nghệ An không có người thu mua. Để chia sẻ khó khăn với người dân, nhiều đơn vị, tổ chức và đoàn thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã tích cực cùng chung tay để hỗ trợ cho người dân tiêu thụ rau củ. Diễn Phong là một trong những địa phương chuyên canh rau màu của huyện Diễn Châu. Năm nay rau màu được mùa nhưng giá cả thì đã rớt xuống đáy. Một cây bắp cải giờ chỉ bán được 1.000 đồng. Do ảnh hưởng của đại dịch, thương lái ở các tỉnh thành cũng không đến thu mua. Hưởng ứng lời kêu gọi của huyện đoàn Diễn Châu, đoàn viên các xã lân cận đã đến hỗ trợ bà con Diễn Phong thu hoạch và tiêu thụ rau màu. Những ngày qua, huyện đoàn Diễn Châu đã thu mua và tiêu thụ trên 100 tấn bắp cải cho người dân ở một số vùng chuyên canh rau màu, xã Diễn Kỷ, Diễn Thành, Diễn Phong. Cùng với đoàn thanh niên, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, các trường học trên địa bàn huyện Diễn Châu cũng đã tích cực kết nối để tiêu thụ rau màu cho bà con nông dân. Dù vậy, số lượng rau màu còn lại vẫn rất lớn, nhiều diện tích phải bỏ lại ngoài đồng. Tại Nghệ An, không chỉ huyện Diễn Châu, tình trạng rau màu rớt giá xuống đáy, song vẫn không thể tiêu thụ được đang diễn ra ở hầu hết các vùng chuyên canh rau màu tại huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai. Vâng, hơn lúc nào hết, người nông dân đang rất cần sự động viên chia sẻ của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài tỉnh để vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Và một thông tin vui cho quả chuối xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu sau đây sẽ giúp cho bà con có cái nhìn lạc quan hơn để có thể khôi phục và nâng cao chất lượng canh tác sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Trong những nước xuất khẩu chuối vào châu Âu, Việt Nam chiếm tỷ trọng không lớn, nhưng giá chuối Việt Nam lại tăng mạnh ở mức rất cao. Cụ thể, giá chuối nhập khẩu vào châu Âu ở mức bình quân 3.192,9 euro một tấn, cao hơn rất nhiều so với các nguồn cung cấp khác như Ecuador, Colombia hay Costa Rica. Tuy giá cao, nhưng lượng chuối xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu lại giảm mạnh, đứng thứ 55 trong những thị trường cung cấp chuối cho châu Âu. Trong khi đó, chuối vẫn đang là loại trái cây rất nhiều người tiêu dùng ở châu Âu ưa chuộng và được nhập khẩu nhiều nhất vào khu vực này. Thưa quý khán giả và bà con, thông thường bơ 034 sẽ cho thu hoạch chính vụ bắt đầu từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 hàng năm. Song trước khó khăn về giá cả và do ảnh hưởng của dịch bệnh như năm vừa qua, nhiều nông hộ tại địa phương huyện Bảo Lâm đã tìm cách ép cho vườn bơ 034 ra quả trái vụ để có thể bán vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, hoặc là chăm sóc để bơ 034 có thể ra quả rải vụ trong năm để mang lại nguồn thu nhập cao hơn, đầu ra cũng không còn phải lo lắng như trước. Vậy ép cây ra quả trái vụ có làm ảnh hưởng đến năng suất chất lượng của mùa vụ hay không? Mời quý khán giả và bà con cùng phóng viên thực hiện chương trình đến thăm hai trong số nhiều vườn bơ tại Bảo Lâm đang áp dụng phương pháp này. Cách đây khoảng 3 năm về trước, khi diện tích bơ chưa phát triển nóng như hiện nay, giá bơ 034 đạt mức từ 80 đến 100.000 đồng một ký. Tuy nhiên, từ năm 2020, một phần thị trường bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, một phần do diện tích bơ 034 tại các địa phương như Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc tăng cao, đạt mức hơn 9.000 hectare,
khiến giá thành loại trái cây này có nhiều biến động. Mặc dù chất lượng ngày càng được nâng cao, song niên vụ năm 2020, giá bơ 034 giảm xuống chỉ còn từ 35 đến 40 ngàn đồng một ký. Để nâng cao thu nhập từ cây bơ 034, không ít nông hộ đã tìm cách ép cây ra quả trái vụ. Bơ 034 là cái vùng này là thứ nhất là hợp thổ nhường dễ trồng, hay là năng suất gia đình đã từng trồng thì thấy bơ 034 là kinh tế, hay nữa là nó hợp với cái vùng mình. Bơ chính vụ nó nằm cả tháng 4, tháng 5, nó giá nó thấp. Còn bơ trái vụ thì thường là dịp Tết thì nó ít bơ hơn, thì nó sẽ năng suất nhiều hơn. Cũng cùng chung mục tiêu đó, anh Lưu Xuân Phúc trồng hơn 2 hectare bơ 034 xen trong vườn cà phê ở xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, đã tự mình tìm tòi nghiên cứu. Và năm nay, anh đã thành công ép diện tích bơ 034 của gia đình ra quả trái vụ. Đầu tháng 3 năm 2021, thời điểm chúng tôi có mặt tại đây, vườn bơ của các hộ dân khác đã mới bắt đầu làm bông, thì riêng vườn bơ 034 của gia đình anh Phúc đã trĩu quả, đang trong kỳ thu hoạch. Dự kiến thu từ 3,5 đến 4 tấn bơ trái vụ, với giá bán từ 80 đến 120 ngàn đồng một ký. Ép ra trái vụ thì cũng rất là khó. Cái bước đầu là phải chăm sóc cây thật tốt, đấy, lá dày, cây tốt lá dày thì tỷ lệ cho ra bông nó dày thì dĩ nhiên tỷ lệ thụ phấn nó cao. Đấy. Rồi khi mà cây ra bông ấy, thì mình trước khi ra bông mình có thể là đi thêm là những cái dòng là hữu cơ sinh học, như là cộng thêm những là thằng axit humic, rồi canxi bo, canxi carbonat, rồi cộng với những dòng chẳng hạn như trung nguyên lượng đấy. Mình đi trên và tưới gốc đấy. Thì cây nó giúp cho cây nó mạnh hơn, thì tỷ lệ nó đậu cao hơn. Hiện nay toàn huyện Bảo Lâm có gần 2.500 hectare bơ 034, trong đó gần 2.000 hectare đang cho thu hoạch. Với đặc tính của cây bơ 034, việc người nông dân thử nghiệm ép cây ra quả trái vụ có thành công hay không vẫn không ảnh hưởng tới năng suất bơ chính vụ. Năng suất bơ trái vụ cũng không chênh lệch nhiều so với thu bơ chính vụ. Trong các chương trình 365 ngày chuyển động tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả và bà con kỹ thuật để ép bơ ra trái vụ hoặc là rải vụ trong năm từ các nhà nông có nhiều kinh nghiệm. Rất mong nhận được sự quan tâm và đón theo dõi của quý khán giả và bà con. Quý vị và bà con mong muốn tìm hiểu các phương pháp canh tác mới, những cách làm hay, có thể liên hệ với chương trình để chia sẻ thông tin thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thúy Vy và Xuân Long xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả và bà con vào chương trình ngày mai.